Đời nó của ông cũng đúng đếm xỉa tới thì lý do đó nhá. Ông làm cho người ta thấy chứ ông cứ làm ông nói mà tôi không thấy gì đâu. Tôi thật sự thì tôi cũng thấy gì hết, thật sự tôi tìm hiểu cũng không thấy gì đó. Mà thật sự ra là làm sao ông mua miếng đất mà ông nói là 10 triệu ông trả tiền mặt, đúng không? Tiền mặt đâu ra cả? Bởi vì tôi nói một chút xíu cuối cái livestream này, tôi có một cái trò chơi nó rất là đặc biệt mà nó hấp dẫn, đúng không? Và tôi mong muốn là ông đáp ứng lại cái trò chơi của tôi, đúng không? Để cho mình biết cái người thật việc thật như thế nào. Đấy. Rồi bây giờ tôi không nói lan man nữa, tôi đi thẳng vào cái vấn đề mà tôi nói là tôi có cái trò chơi ở cuối livestream này ha. Ở đây tôi nói như thế này, mục đích tôi có cái trò chơi này, tôi không phải tôi khoe khoang là cái gì hết, không? Nhưng tôi muốn cho ông một cơ hội để ông chứng minh được ông là người trong sáng, ông là người một người tài năng thật, ông là một người có tiền triệu thật, không? Cho ông một cái cơ hội để ông chứng minh nha. Tôi cho ông cơ hội chứng minh. Thì bây giờ nó có một chơi như thế này, tôi chơi với ông á, và tôi chơi một cái ván bài ngửa luôn, ok? Bây giờ tôi không gọi là cá cược nha, tại đây là public trên cộng đồng mạng, tôi không gọi là cá cược, tôi gọi đây là cuộc chơi. Cuộc chơi mà tôi ra cái điều kiện như thế này, ok? Giữa tôi và ông, nếu ông chứng minh được cái tài sản của ông từ năm ông mới bước chân qua Mỹ, tôi cho 10 năm thôi, thấy không? Nếu ông chứng minh được cái tài sản, tôi với ông chơi cái cuộc chơi này. Ông chứng minh được trên pháp lịch cái tài sản của ông trong 10 năm đó, tổng số tài sản của ông ha, trong 10 năm đó ông post lên pháp lịch, tôi post lên pháp lịch, ok? Cuộc chơi sao khoảng không? Cuộc chơi sao khoảng ha? Tôi cũng post pháp lịch luôn những tài sản gì mà tôi làm ra được. Nếu ông muốn 10 năm, tôi sẽ lấy từ 10 năm đổ lại đây. Tôi sang bên này năm 93. Tôi nhắc lại, ở đây tôi không phải là khoe khoang hay không phải tôi không có cái đánh khoe khoang đó, nhưng mà tôi muốn nhấn sâu cái vấn đề này vô là cái gì. Tôi cho ông cơ hội để ông giải thích, tôi cho ông cơ hội để mà ông muốn chứng minh khả năng của ông, đúng không? Trên cộng đồng mạng. Quá tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời đúng không? Mà tôi chơi với ông là dán bài ngửa, ok? Post lên tổng số tài sản ông trong 10 năm được bao nhiêu? Tôi post lên public trang cá nhân của tôi luôn, trong 10 năm tổng số giá trị tài sản, ok? Nếu cuộc chơi bên nào thua, bên đó sẽ mất hoàn toàn số tài sản. Số tài sản đó sẽ, nếu tôi thắng, tôi sẽ đi tìm những cái quỹ từ thiện nào đó, tôi donation vô, tôi donation vô những cái quỹ từ thiện đó. À, dám chơi không? Rồi tôi sẽ có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, phải khai thuế, legal khai thuế tổng cái income của một năm của công ty, công gì ông làm gì bên Mỹ tôi không biết, ông phải post lên public, thuế má đầy đủ, post lên cái trang của ông, tôi cũng phải post lên đầy đủ. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, phải chứng minh được cái đồng tiền sạch, không phải đồng tiền rửa tiền ha,
Tôi thì tôi không nói rửa tiền, tại vì anh phiêu đồng anh có những cái chứng cứ là anh nói. Tôi chỉ dựa trên phiêu đồng chứng những cái đồng tiền đó. Cái yêu cầu thứ hai là những phải tiền sạch, không phải là tiền tiền ma mà rửa tiền. À. Thứ ba, hai bên có quyền thuê luật sư để đào sâu vô những cái số tiền đó, những cái income đó, những cái thuế đó làm mỗi tháng khai. Mặc dù có khai nhưng mà tiền đó là từ đâu ra, hay là khai lụi, cứ quăng vô khai lụi, quăng vô khai lụi. Có quyền, hai bên có quyền mướn luật sư để đào sâu vô vấn đề đó. À, điều kiện thứ tư, quên nãy tôi nói ba điều kiện, nhưng mà điều kiện thứ tư phải cam kết, phải cam kết nếu mình là người có tội trong vấn đề làm ăn, mình là người gian dối hoặc bất cứ cái việc gì mà phạm pháp, thí dụ money laundering, rửa tiền, đồng tiền bẩn, thì khi mà đã phạm pháp với những cái vấn đề đó đó thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái pháp luật. Ok, phải chịu hoàn toàn trước pháp luật. Ok, thì bây giờ tôi cho ông 7 ngày để ông respond. Ok, tôi cho ông 7 ngày ông respond. Ông muốn respond qua đâu? Inbox vô tôi. Hay là ông muốn respond bên trang của ông respond nữa. Không? Rồi tôi sẽ nhờ các anh chị á, nếu mà có thấy á thì copy lại giùm tôi. Ok? Tôi gọi đây là cuộc chơi nha, chứ không phải là tôi gọi đây là cái chuyện cá cược, vì đây là cái chuyện trên public. Tôi thì tôi cũng dốt luật lắm, chứ tôi không rành luật gì mấy hết, nhưng mà public thì tôi không có muốn gọi cái này là cá cược. Thì như là tôi nói rồi, tôi nhắc lại, tổng số tài sản mà ông làm ra được ở Mỹ á, phải không? Ông khai thuế, ông post lên public, tiền phải chứng minh được tiền sạch, no money laundering, không phải rửa tiền nha, không tiền ma nha. Ok, nếu mà ông thua đó thì ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì ông đã làm trước pháp luật ha. Còn bên nào thắng bên nào thua, không lấy donation. Thí dụ tôi thua, tôi mất hoàn toàn cái số tài sản, cho ông muốn donation vô những cái hội từ thiện nào, hội từ thiện nha, từ thiện chứ không phải lấy về nha, đúng cho ông lấy về nha. Thí dụ tôi thắng, tôi lấy những cái tài sản đó tôi donation vô, tôi kiếm những cái hội từ thiện mà uy tín, tôi donation vô à, cho những hội từ thiện đó đó. Đó chứ, cho ông cơ hội để ông chứng minh, cho ông cơ hội để mà ông lấy lại những cái gì mà ông như anh Phiêu Đồng anh đã nói, cho ông cái cơ hội để ông lấy lại những gì mà ông bào chữa cho những cái gì mà ông nói là người ta nói ông là không sự thật, bịa chuyện, nói với cho ông là ông không sự thật. Đó, cho ông cơ hội ông chứng minh, là cơ hội tốt nha, cơ hội ngàn vàng cho ông chứng minh. Đó, cho ông chứng minh đó. Đó, ông không cần nói, người ta nói gì ông cứ mướn luật sư, ông thưa người ta, ông cứ bịt miệng người ta, thấy không? Có hay ho gì đâu, bên nào cũng không mất tiền hết á. Ông thưa thì ông thưa mấy người ta không hiểu chuyện thôi chứ, bịt miệng mấy người ta không hiểu chuyện thôi chứ, ông bịt miệng được ai? Cái lực dân sự bên đây ông bịt miệng được ai? Ông khéo là người ta đập ông lại rồi ông đỡ không kịp nữa, phải không? Chơi với luật bên Mỹ là giống như dao hai lưỡi vậy đó, phải không? Còn luật sư không phải là nó làm việc cho mình là nó tốt đâu.
gì tiền hết á. Ông bị lao động rồi, ông không gãy xương, ông nó có bị gì đâu mà nó làm cho ông gãy được á. Tốt làm gì đâu. Chơi với luật pháp bên Mỹ nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Cái ông Minh, cái dồ Ohio, thôi cái ông đó tôi bó tay luôn. Thằng ông con trai gì mà đi lo đi làm ăn đi, còn kiếm vợ kiếm đồ lo gia đình, tôi không biết nó kiếm vợ được không. Tôi cũng nghe nhiều người nói, người bình luận chắc nó không có vợ được, mà tôi không biết sao nó không có vợ được. Tôi không biết, nói năng thì đàn ông người ta nói trên pháp lịch, người ta nói từ từ chậm rãi, nói cho người ta nhường cho người ta nói mà cứ sợ ai nuốt lời mình á, giật lời mình á, không cho mình nói không à. Táp nó táp thấy sợ luôn. Thế tôi kêu mình cá dồ là đúng, táp như cá dồ. Đó rồi, tôi bây giờ tới tôi chuẩn bị tôi đi tắm, xuống biển tắm đi chơi, chuẩn bị đi chơi.